Chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh Túi Chuyện Trùng tôi Anh tôi ngon tùng đến công ty nhiều hạng chị trùng một Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn Là diệt mối cho từng cái trường hợp mà mối xuất hiện trong nhà mình Thì mình sẽ hướng dẫn sơ qua thôi bạn Còn cái những cái trường hợp mà chuyên sâu thì có những cái clip chuyên nha Đây là cái trường hợp là mối ăn khung của chính Nó đang tới chơi luôn các bạn Thì mình cũng lên mình kiểm tra, mình tiến hành Mình lấy cái vít mình đâm vô cái chỗ nào có mối Đâm vô mình bóp bột luôn vô thôi thì các bạn xem đúng không mình phải leo lên cao gì đó đó mình kiểm tra rồi bóp bột luôn vô hết toàn bộ chỗ nào có mối luôn thì bên mình chỉ sử dụng cái cây bóp bột nha bạn rồi xong mình bóp mình luôn vô thôi bóp bút bột bmc 90 phải mua đúng cái loại chính hãng nha bạn thường cái loại chính hãng hiện nay á mình dễ phân biệt hơn tí là nó có mã vạch nha còn cái không có bảo quật là hiện tại là nó không phải thuốc của chính hãng của công ty nha đó tiến hành 5 ngày sau nha tiến 5 ngày sau tiến hành phun thuốc nước thuốc nước là hiện tại mình đang dùng dòng tơ mai của Malaysia nha bạn dòng đó là hiện tại cái dòng tốt nó không hôi không ảnh hưởng sức khỏe của con người tồn lưu lâu nếu mà sử dụng trong nhà nên sử dụng dòng này hiện tại mình đang rất chuồng ở dòng này đây là cái trường hợp thứ hai là mối ăn cái gỗ ốp mà gỗ ốp tường đó trường hợp này là gỗ tường lên nó ăn mà thấy các bạn không nó ăn trong ăn gà ăn nát luôn thì mình không biết mình làm bằng cách nào thì mình làm sao mà cho bóp bột cái luồng vào trong thôi luồng vào trong mà con này nó lan truyền qua con khác rồi tự động nó 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 diệt về mối chúa luôn bạn diệt hết đạn thôi đây các bạn thấy nó ăn dữ không ăn luôn trong ổ điện ăn ra luôn rất là nhiều thì cái vấn đề là mình tìm tại vì mỗi người sẽ không có một cách cái cái trường hợp lên khác nhau nên mình tìm làm sao cho nó luồn bột rồi giữa phía sau đây nha các bạn là mình phun thuốc bột xong nó lan truyền xong rồi 5 ngày sau mình tiến hành phun thuốc nước nha phun thuốc nước thì mình làm sao mình tìm cái cách mình làm sao bơm vô bơm vô trong còn cái trường hợp khó quá mà kín quá thì mình lấy mình phan lấy cái phan á mình phan phan một lỗ rồi nó làm sao bơm nước vô trong 5 ngày sau nha các bạn Được cũng từng thì tốt đây là trường hợp xử lý bức tường đó thì nem phun ở trên trên thì này kẻ hở các bạn phun nó luồn dưới luôn đây đây là cái trường hợp mà năm tầng lầu nó bị mối hết luôn các bạn không có một miếng gỗ luôn nên ăn năm tầng lầu luôn nó ăn lầm nhầm chỗ là gì đó thường mình nói là không có gỗ nó sẽ không lên đây trường hợp đặc biệt không có gỗ dẫn lên thì bên mình cũng chẳng tiến hành phun BMC 90 thì bên mình đặc biệt có một cái là có cây bóp bột cứ luồn vô thôi cái chỗ khui khui đen 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 đó bạn là mối hết đó. nó ra nó đi từ tầng 1 lên tới tầng 5 luôn thì bóp thuốc bột luồn vô thôi bạn mình có cây bóp bột thôi thật cây bóp bột nó rất hay là luồn được thuốc vô trong luôn rồi con này chính con kia này, nó nó hết thôi luồn vô trong hết luôn rồi xong rồi cũng vậy thôi năm ngày sau mình tiến hành qua mình mình phun thuốc nước cái trường hợp mà cái cái lỗ nào bạn nó nhỏ quá mình phun bằng cái bình không được thì mình sử dụng cái ống chích ống xi lanh đó còn cái chỗ nào lớn lớn đó, thì mình sử dụng cái cái bình bơm bình thường mình làm kỹ kỹ xử lý cái trường hợp này hơi khó một tí là các bạn kỹ nha kỹ đừng có để áp lực nước nó ra nhiều quá nó sẽ dội ngược Lại nó dăng vô con mắt mình nguy hiểm nha các bạn đây là mình đang sử dụng cái bình đây còn cái trường hợp này trường hợp này là mối lên từ gạch ốp tường nha các bạn cái nhà này là gần như không có gỗ các bạn toàn là sắt không mà nhưng cái là bán tập quá đồ, đồ giấy nó cũng nhiều nhưng mà trường hợp nó lên lên nó ăn theo tường nó ăn lên 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 thì mình cũng tiến hành bóp bột thôi bóp luồn vô trong bóp cho nó luồn vô trong xong rồi năm ngày sau mình tiến hành mình phan lấy cái fan không không mình có cái fan mà sử dụng cái fan còn lấy cái chỉ có cái dít thì mình, mình, cũng được các bạn nhưng mà cái trường hợp đó là kỹ nha phan này coi chừng phan mạnh quá nó bị bể gạch nha phải kỹ có cại cũng gì nữa đừng cần kỹ kỹ đừng cho nó bể gạch đây fan xong rồi mình tiến hành bơm thuốc nước nha, các bạn cái trường hợp này nó một quá là mình bơm nước thẳng luôn cũng được còn không thì mình bóp bột trước cho nó kỹ làm cho khách kỹ thì mình bóp bột trước cho nó lan truyền còn không thì mình phan tường bơm thẳng cũng được bạn nhưng mà cần phải kỳ công nha phải xử lý hết vết tường nữa các bạn chứ đừng có xử lý chỗ nào có xử lý chỗ nào không có không xử lý là vài bữa nó lên chỗ khác nha mình phải xử lý toàn bộ cái dòng cái vách tường luôn Gạch ấp tường xử lý hết luôn mình pha mình bơm như gì là sau này nó không có bị lợi đâu nó lợi thế cái là thuốc nó giữ trong cái gạch ấp tường nó giữ hoài luôn vậy đó cái dòng mà dùng cao cấp nó không ảnh hưởng sức khỏe nữa cứ mối lên là tự động lan truyền mối lên là tự động lan truyền bơm nhiều nhiều càng nhiều càng mình bơm mình để ý là nước có sẽ có chân chỗ hở nó sẽ chảy ra ngoài mình cảm thấy bơm mà nó chảy chưa ra ngoài là được rồi không có sợ bị hư gạch đó bằng. đây cái trường hợp này nó cũng xì nữa bạn nó không có gỗ chứ nó cũng xì xì, xì thêm mấy cái lỗ mà mình, phan các bạn mình phan phan bắt ốc vít rồi nó xì ra thì ra thì bên mình cũng bóp bột luồn vô thôi Bóp luồn vô xong rồi cho nó tự động lan truyền rồi cũng phan phan bơm vô bơm vô là nó sau này nó lên tự động lan truyền thôi đây là những cái trường hộp mà mối nó lên ở trong nhà mình các bạn các bạn xem video hay bữa nhớ like share đón nhận video theo xin chào và hẹn gặp lại hình thức thanh toán của công ty như sau công ty chúng tôi giao hàng trên toàn quốc miễn phí giao hàng cho tất cả đơn hàng giao hàng tới tận nhà cho quý khách công ty với phương châm về côn trùng tặng gốc rễ với tiêu chí an toàn hiệu quả chuyên nghiệp mọi thắc mắc xin liên hệ qua đường dây nóng chín. xin chân thành cảm ơn quý khách chúc quý khách một cuộc sống không có tác hại của côn trùng